Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 170, đề bài như sau. Nấm có cách dinh dưỡng như thế nào và tại sao? Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy xem lại phần lý thuyết trong mục 2 nhỏ, cách dinh dưỡng của nấm, sách giáo khoa trang 168. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi luôn vào lời giải chi tiết. Phần lớn, nấm là sinh vật dị dưỡng, lấy chất dinh dưỡng từ sinh vật khác bằng cách ký sinh hoặc ngoại sinh. Ngoài ra thì còn có một số nấm cộng sinh. Nấm cộng sinh với một số loại tảo thành nghĩa y. Bởi vì nấm không có diệp lục nên không thể tự tổng hợp được chất hữu cơ. Do đó, nấm bắt buộc phải lấy chất dinh dưỡng từ sinh vật khác. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 170.